Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Dồn, chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2024. Thưa quý khán thính giả, sau khi mà Tổng thống Trump tái đắc cử, thì Tổng thống Trump, theo những gì mà bên truyền thông Mỹ nói, là quay xe 180 độ về vấn đề chiến sự giữa Ukraine và Nga. Và cũng chính truyền thông Tây Phương và Mỹ nói Tổng thống Trump đã gọi cho Tổng thống Putin đe, nếu mà leo thang chiến tranh thì hãy coi chừng Mỹ, vì Mỹ có quân ở bên phía của châu Âu. Và ngược lại thì lời phát ngôn của ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói chả hề có cú điện thoại nào như thế, đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng người dân Nga thì họ rất xôn xao về chuyện này. Nếu mà Tổng thống Trump lập trường như thế thì rất là hại cho Nga. Và Tổng thống Putin có nói trên báo Izvestia của Nga, nói rằng phải có một cuộc thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Trump để giải quyết các vấn đề. Các vấn đề từ vấn đề chiến sự giữa Nga và Ukraine, cũng như là tương tác về kinh tế, ngoại giao và vấn đề vũ khí hạt nhân nữa. Cuộc thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Putin cần phải xảy ra. Nhưng mà đó, theo Izvestia, thì nước nào là đứng trung gian để có cuộc thượng đỉnh này? Đâu thể nào mà Tổng thống Putin bay qua Washington DC rồi họp thượng đỉnh, hay ngược lại Tổng thống Trump mà bay qua bên phía Moscow họp thượng đỉnh. Thì các chuyên gia của Nga nói rằng vậy là phải chọn những quốc gia nào có tính trung lập trong vấn đề giữa Nga và Mỹ nha. Thụy Sĩ lên tiếng liền, nói rằng, ôi, chúng tôi là nước trung lập. Chúng tôi đề nghị chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức cho cuộc thượng đỉnh này giữa Tổng thống Putin và ông Trump nước Mỹ. Nhưng mà bên phía của Nga nói là Thụy Sĩ là trung lập, nhưng chúng tôi không có tin là trung lập lắm. Thụy Sĩ trong thời kỳ đệ nhị thế chiến có thể là trung lập, nhưng sau này nói là trung lập thì có sự thiên vị rồi, nên khó mà nói là trung lập. Bên phía chuyên gia của Nga nói rằng một nước trung lập không có thiên vị, chắc có lẽ là ở châu Phi hay là ở châu Á. Ở châu Phi thì có thể là nước Ai Cập. Ở châu Á thì người ta nói là châu Á là ai? Nhật à? No, Nhật là cánh tay nối dài của Mỹ. Không, Nhật không được. Hàn Quốc à, cũng không được. Còn đương nhiên Mỹ đâu có chịu Triều Tiên. Trung Quốc là không được rồi, tại vì Trung Quốc gì đó với Nga thì chắc chắn Mỹ không chịu. Vậy là nước nào? Thì bên phía chuyên gia của Nga, ông Konstantin, ông nói Việt Nam. Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất cho chuyện này. Trước đây, Việt Nam đã đứng ra tổ chức cho ông Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Thì kỳ này, Việt Nam đứng ra tổ chức là hợp lý nhất. Ấy, chuyện này nhức nhối, nhiều nước cảm thấy Việt Nam đứng ra coi như là power broker, là cái người mà đứng ra làm trung gian về quyền lực này nọ. Việt Nam có uy tín. Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, nhưng cũng là đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Nếu nói là Việt Nam, thì Tổng thống Putin của Nga hoan nghênh liền. Vì Việt Nam đối xử rất là đúng trình tự và lễ nghĩa và biết ơn nước Nga. Không có nói xấu Nga bao giờ, cũng không đâm sau lưng Nga bao giờ. Còn nếu nói về nước Mỹ, thì Việt Nam đã ký đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ rồi.
Việt Nam được Mỹ đánh giá là một nước rất là đàng hoàng. Chính Tổng thống Trump đã nói chuyện điện thoại với Tổng bí thư Tô Lâm và hứa là tôi sẽ đi thăm Việt Nam. Tôi thích Việt Nam lắm. Nhất là có thể trong kỳ gặp thượng đỉnh APEC, chắc chắn có thể là Tổng thống Trump đến đó. APEC mà tổ chức năm 2000, tôi nhớ không lầm là 27, 25 gì đó. Thì kỳ tới á, thì chắc Tổng thống Trump lúc đó đương nhiệm sẽ tới. Tôi đến mà. Có thể đến luôn cả APEC và có thể đến một chuyến riêng luôn. Tôi sẽ đến. Và Tổng thống Trump cũng đã nói tôi mời Tổng bí thư Tô Lâm đi qua bên Mỹ. Tôi sẽ đón tiếp long trọng. Khán thính giả biết á, nước Mỹ là nước đa đảng. Thường thường họ tiếp là chủ tịch nước hay là thủ tướng vì đó là nguyên thủ quốc gia. Nhưng bây giờ họ cũng đón tiếp Tổng Bí thư và họ hiểu rằng quyền lực của Tổng Bí thư còn trên cả chủ tịch nước, trên cả thủ tướng. Vì Việt Nam là đơn đảng, tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách. Giờ họ hiểu rất rõ. Nên làm Tổng Bí thư của đảng nhưng là nguyên thủ quốc gia đó. Còn hơn cả chủ tịch nước, còn hơn cả thủ tướng. Nên Tổng thống Trump nói tôi mời Tổng bí thư qua bên Washington DC đón tiếp long trọng là nguyên thủ quốc gia. Đó là điều mà Tổng thống Trump đã bày tỏ rất tin tưởng vào Việt Nam. Nên nếu mà chọn Việt Nam kỳ này, Tổng thống Trump chắc không có ngại vì kỳ trước năm 2019, ông cũng đã qua Việt Nam khi ấy có cuộc thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un. Thì kỳ này, cuộc thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin của Nga là tốt thôi. Có thể là ở Hà Nội hay có thể là một nơi nào đó ở trong Việt Nam như ở Đà Nẵng hoặc là ở đảo Lý Sơn vân vân. An ninh an toàn, Việt Nam giữ an ninh rất là tốt và Việt Nam lại là một quốc gia đang sáng tỏa trên bầu trời chính trị của thế giới. Các chuyên gia của Nga nói ứng viên sáng giá nhất là Việt Nam, chọn Việt Nam ngay đi. Tổng thống Putin chưa có câu trả lời ngay nhưng ai cũng hiểu rằng ông thích Việt Nam. Còn bên phía của Tổng thống Trump nước Mỹ thì những gì mà đang diễn ra cho thấy Tổng thống Trump chắc cũng đồng ý là Việt Nam. Thụy Sĩ đã lên tiếng, chúng tôi là nước trung lập. Mong Nga và Mỹ nhận lời thì Nga đã nói, không được, Thụy Sĩ không phải là trung lập hẳn bây giờ nữa. Trước đây thì có thể, bây giờ chưa hẳn là như vậy. Chọn Châu Phi thì có thể là chọn Ai Cập. Nhưng ứng viên sáng giá nhất là ở châu Á là Việt Nam. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi, quả thật Việt Nam đang tỏa sáng trên bầu trời chính trị. Các cường quốc, lãnh đạo các cường quốc như Nga, Mỹ đều rất là nể và phục Việt Nam. Không những nể và phục, họ còn thương mến Việt Nam như trường hợp của Tổng thống Trump rất thương Việt Nam nữa. Cách ứng xử của Việt Nam là ngoại giao cây tre của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gốc rất là cứng, thân thì rất là vững, cành uyển chuyển, không có chọn phe, chọn chính nghĩa, nói lên điều mà mình cần phải nói khi thấy có chính nghĩa. Nên ai mà xúi Việt Nam mà chống lại Nga hay Trung Quốc, Việt Nam cũng không bao giờ. Và cũng không bao giờ chống lại Mỹ. Việt Nam đã ký đối tác chiến lược toàn diện rồi, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai xây dựng và phát triển, chứ không còn có những chuyện lầu bầu như trước nữa. Thì Mỹ rất hài lòng, Nga đương nhiên hài lòng. Đương nhiên Mỹ còn muốn là Việt Nam ngã hẳn về Mỹ nhiều hơn, nhưng Việt Nam khéo léo, đâu dại gì tương tác với tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Thí dụ như một nước nhỏ về địa thế và dân số, nhưng cũng là một nước có tiếng nói ở châu Á, đó là Singapore. Singapore thì y như là một thành phố thôi, đây là một thành phố quốc gia.
Nhưng mấy ngày nay thôi, Singapore mong rằng Việt Nam ký đối tác chiến lược toàn diện với Singapore. Singapore rất muốn chuyện đó. Việt Nam đã ký đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước. Ấn nè, Nga nè, Trung Quốc nè, Trung Quốc thì cũng nâng lên thành cộng đồng chia sẻ tương lai chung nè, Nhật nè, Hàn nè, vân vân. Rất nhiều nên Singapore nói, chúng tôi muốn tham gia vô câu lạc bộ này. Câu lạc bộ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Rõ ràng Việt Nam được tất cả các quốc gia trên thế giới đều thương mến, đều nể phục. Phía nào cũng được hết. Phía Nga cũng nể phục, mà phía tư bản như Mỹ cũng nể phục. Việt Nam tương tác với Triều Tiên mà cũng tương tác rất thân thiện với Hàn Quốc. Vị trí của Việt Nam thật là tuyệt vời. Việt Nam vẫn tương tác với Ukraine mà vẫn tương tác với Nga, chứ không có là kẻ thù hay là đứng về phía này chống lại phía kia cả. Việt Nam sẵn sàng đứng ra, nhưng bây giờ bên Nga nói trung gian. Trung gian để có cuộc thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, giải quyết nhiều tồn đọng giữa hai cường quốc này. Thật là tuyệt vời cho Việt Nam. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.